5 loại cá bẩn nhất, nhưng lại là loại được nhiều người đi chợ chọn mua, đặc biệt một loại rất được ưa chuộng gọi là sâm nước. Đi chợ tốt nhất không nên mua 5 loại cá dưới đây, bởi chúng không chỉ kém dinh dưỡng mà thậm chí còn chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của xã hội, con người ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm đối với sức khỏe. Chúng ta không chỉ cần ăn ngon, ăn no mà còn cần tiêu thụ các loại thực phẩm đảm bảo chất lượng. Tương tự, cá là thực phẩm lành mạnh nhưng không phải loại cá nào cũng tốt. Có một số loại cá chứa nhiều vi khuẩn hoặc đã qua xử lý biến chất, nếu vô tình ăn phải sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là 5 loại cá dù giá rẻ đến mấy bạn cũng tuyệt đối không nên mua, bởi chúng không những không có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. 1. Lương. Lương là món quen thuộc, bổ dưỡng với mọi người hay được người tiêu dùng ví như sâm nước. Thịt lương có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, bồi bổ trí não, thích hợp cho người trung niên, người già và bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, lương sinh trưởng trong môi trường nóng ẩm và dễ bị ô nhiễm bởi các hạt lơ lửng. Ngoài ra, lương còn mang một loại ký sinh trùng có tên là tuyến trùng Gnatostomy, có thể lây truyền qua đường ăn uống và lây truyền từ mẹ sang con. Nếu nội tạng không được vệ sinh sạch sẽ, những ký sinh trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Vì vậy, khi mua lượng về, bạn hãy nhớ làm sạch nội tạng thật kỹ. 2. Cá bụng phình to. Nếu bạn thấy cá không còn cử động và phần bụng bị phình lên rất to thì nhiều khả năng cá đã chết từ lâu, nội tạng bên trong hư hỏng nên tạo thành khí, khiến bụng cá phình lên. Loại cá này thịt bở, mùi tanh nồng, nhiều vi khuẩn, nếu mua về ăn khả năng gây hại cho cơ thể và hệ tiêu hóa là rất cao. 3. Cá da trơn, cá trê. Là loài cá có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Phi. Hiện nay loại cá da trơn phổ biến trên thị trường là loại cá da trơn bản địa của nước ta. Kích thước vừa phải, thịt có vị như tan trong miệng, được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, loại cá này có khả năng thích ứng môi trường tốt, kháng bệnh mạnh, thuộc quần thể ăn xác thối, thói quen ăn uống có thể gọi là dị thường. Chúng có thể tồn tại ở những nơi như cống rãnh hôi thối hoặc hố phân và hầu như không có thức ăn nào không ăn được. 4. Cá bị tróc dãy, dãy xỉn màu. Cá còn tươi thì có dãy óng ánh và bám rất chắc. Ngược lại, nếu cá sắp chết hoặc đã chết lâu thì phần dãy sẽ dễ dàng bong ra. Loại cá này không chỉ kém tươi ngon mà còn có thể chứa rất nhiều vi khuẩn có hại. Ngoài ra, nếu dãy hoặc da cá chuyển sang màu đục hoặc có những mảng bị biến đổi màu chứng tỏ cá đã bắt đầu ương. 5. Cá dọn bể. Mặc dù bản thân cá dọn bể không có độc nhưng thực sự không nên ăn chúng, bởi cá dọn bể đúng như tên gọi của nó thực sự ăn mọi thứ, kể cả rác thải ở dưới nước. Nó không chỉ ăn trứng cá mà còn ăn phân của những con cá khác, nên thả một con vào bể cá để lọc nước. Các chất độc hại do cá dọn bể ăn vào sẽ tích tụ và ở lại trong cơ thể, khiến khoang bụng chứa một lượng lớn vi khuẩn và ký sinh trùng. Hơn nữa, hàm lượng kim loại nặng như chì, thủy ngân trong cá cao hơn nhiều so với các loại cá khác, nếu ăn thường xuyên dễ gây đau đầu, hại gan thận. Ngoài ra, ký sinh trùng nếu không được xử lý sạch sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và gây tổn thương hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến tử vong. Cá dọn bể có khả năng sống sót rất mạnh mẽ, có thể tồn tại trong một thời gian dài ngay cả ở những nơi không có nước. Trên đây là những loại cá rất dễ chứa kim loại nặng và nhiễm ký sinh trùng, vì thế nên hạn chế tiêu thụ. Người có 6 đặc điểm này khi đi bộ sẽ khó sống lâu, có những vấn đề mà chính bạn không hề nhận ra. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng điểm qua một số dấu hiệu bất thường xuất hiện khi đi bộ có thể là điềm báo quan trọng để bạn nhận biết sức khỏe và tuổi thọ của mình. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng tuổi thọ có liên quan chặt chẽ đến công việc và chế độ ăn uống. Điều này không sai, nhưng bạn có biết, có những hành vi trong cuộc sống thực sự có liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ, trong đó có đi bộ.
Mặc dù nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, đi bộ đòi hỏi sự huy động 60-70% các nhóm cơ của cơ thể. Để đi bộ trơn tru đòi hỏi sự hợp tác hoàn hảo của xương, cơ, dây thần kinh và các hệ thống khác. Như vậy rất tốn năng lượng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tốc độ đi bộ phần nào phản ánh tình trạng thể chất của một người ở một mức độ nhất định. Đặc điểm này có thể dự đoán thời gian sống của họ. Cảm thấy tức ngực, khó thở. Nếu đi bộ luôn cảm thấy tức ngực, lúc này chúng ta phải cảnh giác với bệnh tim. Trong đó thường gặp nhất là những cơn đau thắt ngực do bệnh mạch dành tim dễ gây ra khi sinh hoạt. Hơn nữa đây cũng là một dấu hiệu đặc trưng của những người mắc bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn, lao phổi. Một số bệnh nhân hút thuốc lâu ngày sẽ cảm thấy khó thở mặc dù mới chỉ đi được vài bước. Lúc này cần cảnh giác với các bệnh về phổi, thường gặp nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hút thuốc lâu ngày sẽ phá hủy cấu trúc của phổi, dẫn đến suy giảm nghiêm trọng chức năng của phổi. Đau ở lòng bàn chân. Viêm cân gan chân là tình trạng viêm giải mô dày chạy dọc bàn chân. Triệu chứng đặc trưng của bệnh viêm cân gan là gây đau nhói ở gót chân, đặc biệt là những bước chân đầu tiên vào buổi sáng khi thức dậy hoặc sau khi ngồi lâu. Cơn đau thường sẽ giảm bớt sau đó và đau nhiều hơn khi tập luyện thể thao. Luôn cảm giác đau bụng. Khi đi bộ, một số bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa sẽ thấy đau bụng, chướng bụng do nhu động tiêu hóa tăng lên. Bước đi không ổn định. Thông thường, khi đi bộ sẽ cần sự kiên trì và dẻo dai nên các bước đi rất uyển chuyển với tốc độ linh hoạt. Tuy nhiên, nếu hệ thần kinh không ổn định thì các bước đi sẽ rất loạn choạng, dáng đi cũng dễ bị đổ, siêu dẹo, không vững vàng, cảnh giác với các bệnh về mạch máu. Đây cũng là hiện tượng thường gặp ở những người mắc bệnh Parkinson. Nếu bạn gặp phải dấu hiệu này thì nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe của mình ngay. Đau thắt lưng và tê chân. Hẹp ống sống là tình trạng xảy ra khi khoang trống này bị thu hẹp, dẫn đến hiện tượng chèn ép lên các dây thần kinh và tủy sống. Khi gặp phải tình trạng này, người bệnh sẽ có cảm giác mỏi cổ, tê dai, đau lưng, cảm giác đau lan từ hông xuống hai chân. Một số người bị bệnh sẽ cảm thấy đau thắt lưng và tê chân khi đi bộ trong một thời gian dài. Đau nhức các khớp. Đi bộ tuy là một môn thể dục nhẹ nhàng nhưng cần có sự phối hợp của các khớp xương toàn thân, đặc biệt là khớp gối và cột sống thắt lưng. Nếu cảm thấy đau nhức xương khớp khi đi bộ, bạn phải cảnh giác với bệnh khớp. Muốn bảo vệ sức khỏe nằm ở việc cơ thể phải vận động, đi bộ là cách tập thể dục đơn giản và cơ bản nhất. Thích thú và tuân thủ cách đi bộ đúng có thể giúp sống lâu hơn. Ngoài ra, đi bộ còn phản ánh sức khỏe của cơ thể và tuổi thọ. Nếu bạn không có 6 triệu chứng trên khi đi bộ, chúc mừng bạn vẫn rất khỏe mạnh. Thưa quý vị, chúng ta có thể tác động được đến tuổi thọ bằng cách thường xuyên thực hiện một số thói quen sống sau đây. Chỉ cần chưa đầy 10 phút mỗi ngày đã sống lâu thêm vài năm. Vận động nhẹ. Những lời khuyên sức khỏe hiện nay đều khuyến khích tập thể dục vừa phải, ít nhất 150 phút, tập cường độ cao 75 phút mỗi tuần hoặc kết hợp cả hai. Nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy bạn không cần dành hàng giờ trong phòng gym. Theo kết quả các nghiên cứu, khoảng 4 đến 6 phút vận động kích thích tim đập đều đặn trong ngày là đủ để giảm nguy cơ tử vong sớm. Vận động cường độ cao trong khoảng thời gian tương tự hàng ngày cũng có thể khiến nguy cơ ung thư giảm đáng kể. Ngoài ra, hoạt động thể chất như đi bộ, làm những việc nhà đòi hỏi sức lực hoặc khiêu vũ cũng góp phần làm giảm nguy cơ tử vong sớm. Rèn luyện cơ bắp. Tập thể dục nhịp điệu giúp tim bơm máu và cơ bắp khỏe mạnh, yếu tố quan trọng để lão hóa khỏe mạnh. Tập thể dục tim mạch cùng với rèn luyện cơ bắp là sự kết hợp lý tưởng để có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Cử tạ là một cách xây dựng cơ bắp tuyệt vời, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Các bài tập như dựa tường và plank đã được chứng minh là có thể làm giảm huyết áp cũng như tác động nhẹ đến khớp. Plank nghĩa là tấm dáng, ở tư thế này bạn chống tay và giữ lưng, ép mông sao cho khi nhìn vào cơ thể bạn thẳng như một tấm dáng. Tăng sức mạnh dựa vào trọng lượng của bản thân,
không nhờ đến dụng cụ, có thể giúp bạn tập thể dục được nhiều hơn ngoài phòng gym, để cơ thể luôn năng động, tràn đầy sinh lực và bền bỉ trong nhiều thập kỷ sau. Phơi nắng 15 phút mỗi ngày. Phơi nắng chỉ 15 phút mỗi ngày là đủ để duy trì mức vitamin D. Loại vitamin này cần thiết cho nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Một đánh giá năm 2019 của các nghiên cứu đã kết luận rằng thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do ung thư. Hít thở sâu. Căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, nhưng căng thẳng quá mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm suy giảm sức khỏe tim mạch, cản trở hệ thống miễn dịch. Căng thẳng còn khiến bạn khó duy trì những thói quen tốt khác như ăn uống bổ dưỡng và tập thể dục thường xuyên. Theo khoa học, mặc dù bạn không thể loại bỏ mọi nguồn gây căng thẳng trong cuộc sống, những kỹ thuật tưởng chừng đơn giản có thể giúp bạn quản lý chúng dễ dàng hơn. Hít thở hoặc dành thời gian tập trung hít vào và thở ra một cách có chủ ý đã được chứng minh là chiến lược hiệu quả để giảm căng thẳng. Chỉ cần 5 phút tập thể dục bằng hơi thở mỗi ngày có thể giảm bớt căng thẳng hàng ngày và thậm chí làm giảm huyết áp. Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày. Dùng chỉ nha khoa ngăn ngừa bệnh nướu răng, từ đó ngăn chặn vi khuẩn trong miệng đi qua các mô bị tổn thương và xâm nhập vào máu. Nếu không, vi khuẩn vào máu có thể đến tim, lây nhiễm và làm hỏng cơ tim và gian tim. Theo một đánh giá năm 2020 của các nghiên cứu chỉ ra diêm nha chu nặng trực tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tăng cả nguy cơ tử vong do đau tim. Đi chơi với bạn bè. Tuổi thọ có thể được tăng lên bằng cách đi chơi với bạn bè và gia đình. Một nghiên cứu trên tạp chí Y khoa phân tích 148 nghiên cứu, bao gồm 308.849 người tham gia, đã kết luận rằng những người có mối quan hệ xã hội bền chặt có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 50%. Theo các chuyên gia y tế, giao tiếp thường xuyên là điều quan trọng, vì vậy cần phải nỗ lực để duy trì các mối quan hệ tốt. Để tạo dựng và duy trì những kết nối lâu dài, bạn cần dành thời gian chia sẻ suy nghĩ và chú ý lắng nghe những người thân yêu. Thưa quý vị, việc sống thọ hơn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lựa chọn lối sống như chế độ ăn uống, tập thể dục. Điều đặc biệt là ngay cả người bệnh tiểu đường, cholesterol cao, đột quỵ, ung thư, nếu tập được 6 thói quen này ít nhất chúng ta có thể kéo dài thêm được vài năm tuổi thọ. Phần tiếp theo mời quý vị cùng tìm hiểu 3 loại rau ăn càng nhiều càng dễ sỏi thận, toàn loại người Việt thích ăn. Rau quả là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng. Dù vậy, vài loại lại chứa nhiều axit oxalic, đi vào cơ thể có thể gây sỏi thận. Axit oxalic nếu đi vào cơ thể con người sẽ làm giảm sinh khả dụng, tốc độ và mức độ hấp thu của các nguyên tố khoáng trong cơ thể, khiến các ion canxi tạo thành canxi oxalat và cuối cùng là dẫn đến sỏi thận. Các nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chỉ ra rằng khoảng 75% bệnh nhân sỏi thận sẽ hình thành sỏi canxi. Trong đó phần lớn là canxi oxalat, thỉnh thoảng là canxi phốt phát và sỏi axit uric nguyên chất chỉ chiếm dưới 10% tổng số các loại sỏi. Do đó, từ góc độ phòng ngừa sỏi thận, thực phẩm có chứa nhiều axit oxalic nên ăn càng ít càng tốt. Dưới đây là 3 loại rau quả thường gặp trong cuộc sống. Chúng có chứa lượng axit oxalic cao, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến nguy cơ bị sỏi thận tăng cao. Rau muống. Rau muống nói chung chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như nhiều chất xơ, protein, canxi, sắt, vitamin A và vitamin C, threonine, valine, leucine, tốt cho những người kém ăn, thiếu chất đạm, phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nhờ tác dụng hạ đường huyết. Tuy nhiên, rau muống tuyệt đối không thể là loại thực phẩm để ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, cứ 100g rau muống có chứa khoảng 691mg axit oxalic. Để làm giảm bớt lượng axit oxalic trong rau muống, bạn có thể chần rau qua nước trước khi chế biến. Mướp đắng. Mướp đắng là thực phẩm thường thấy trong bữa cơm của các gia đình.
Ngoài tác dụng được biết đến là một trong những loại quả dùng làm thực phẩm thì mướp đắng còn có công dụng chữa được nhiều loại bệnh như tiểu đường, bổ gan, tốt cho máu, tiêu viêm, giải nhiệt, chống ung thư. Mướp đắng được các chuyên gia đánh giá là vị thuốc quý cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều, quá thường xuyên mướp đắng, bạn sẽ dễ bị sỏi thận hơn. Trong 100g mướp đắng có chứa 459mg axit oxalic. Điều này chứng tỏ đây là loại rau quả có hàm lượng axit oxalic tương đối cao. Do đó, tốt nhất bạn nên hạn chế tiêu thụ mướp đắng, ăn với lượng vừa phải để phòng ngừa nguy cơ bị sỏi thận. Rau bina. Trong những năm trở lại đây, rau bina hay rau chân vịt được những người theo đuổi lối sống healthy vô cùng săn đón bởi nó không chỉ có hương vị độc lạ, hấp dẫn mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận một thực tế rằng rau bina là một trong những loại thực phẩm giàu axit oxalic nhất trong thế giới rau củ. Cứ 100g rau bina có chứa tới 133g axit oxalic. Con số này gấp 2 lần so với lượng axit oxalic có trong rau muống. Vì vậy, bạn không nên ăn nhiều rau bina. Trước khi ăn, tốt nhất chúng ta nên chần sơ qua trước khi chế biến. Ngoài ra, nếu không muốn mắc sỏi thận, suy thận cũng nên tránh xa những thực phẩm chứa nhiều đường, thức ăn nhiều dầu mỡ. Đồng thời, cũng nên hạn chế đồ uống có ga, nước ngọt, trà, cà phê, bia, rượu. Việc nhận biết ba loại rau trên sẽ góp phần hạn chế được đến mức tối đa nguy cơ tích tụ sỏi thận. Ngoài ra, quý vị cần kết hợp thêm lối sống vận động thích hợp, không nhịn tiểu và bổ sung lượng nước hàng ngày cho cơ thể. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiết lộ đến cho quý vị bí quyết để thoải mái ăn đồ ngọt dịp Tết mà không lo tăng đường huyết, dáng dốc vẫn thon gọn. Với tâm lý lâu lâu mới có một dịp trong những dịp như lễ Tết, lượng đồ ngọt chúng ta nạp vào cơ thể rất dễ vượt quá mức cần thiết. Tết là dịp để nhiều người hưởng thụ, thả ga ăn uống sau một năm làm việc mệt mỏi. Nhưng cũng không ít người vẫn phải đắn đo trong việc ăn uống vì lo sợ tăng cân, đặc biệt là khi ăn quá nhiều đồ ngọt. Dưới đây là 6 cách để có thể thoải mái ăn đồ ngọt mà không lo tăng cân, tăng đường huyết. 1. Không ăn khi đói bụng. Mặc dù đồ ngọt có thể giúp bạn giải quyết nhanh cơn đói, nhưng chúng cũng có thể gây tăng đường huyết và tăng cân nhanh chóng. Sau khi tiêu thụ đồ ngọt, cơ thể sẽ sản xuất nhiều insulin để hạ đường huyết. Insulin này đưa đường vào tế bào và chuyển hóa thành mỡ, góp phần làm tăng cân. Khi ăn tinh bột đường, có hai thời điểm mà insulin tăng cao nhất: 15 phút ngay sau khi ăn và 30 phút sau đó. Để tránh tình trạng này, việc tốt nhất là ăn thực phẩm giàu protein trước, sau đó mới ăn các món tráng miệng như bánh kẹo ngọt hoặc trái cây. Thức ăn giàu đạm khó tiêu hóa hơn tinh bột đường, làm bạn cảm thấy no lâu và giảm khả năng thèm đồ ăn vặt. 2. Chăm vận động. Mọi hoạt động vận động đều có thể giúp kiểm soát đường huyết và cải thiện hàm lượng mỡ trong cơ thể. Việc đi dạo xung quanh để hít thở không khí lễ Tết thường tốt hơn so với việc ngồi yên tại một nơi. 3. Vẫn duy trì các bữa ăn như thường ngày. Nhiều người nghĩ rằng trong những ngày lễ, khi họ ăn nhiều đồ ngọt hơn thì việc giảm lượng thức ăn chính trong ngày có thể giúp kiểm soát calo. Thực tế là điều này chỉ khiến bạn ăn nhiều thức ăn không tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Do đường là nguồn năng lượng mà não ưa thích, nên khi bạn đói, não sẽ thúc đẩy bạn chọn đồ ngọt. Thay vào đó, hãy tăng cường ăn thêm rau và các loại hạt vào các bữa ăn vào những lúc bạn ăn thêm bánh kẹo. 4. Uống đủ nước. Điều này sẽ giúp giảm tác động của sự tăng đường huyết. Khi đường huyết tăng, cơ thể thường mất nước do đi tiểu nhiều hơn. Bởi vậy, việc bù lại lượng nước cho cơ thể là cần thiết. 5. Kết hợp đồ ngọt với các thực phẩm khác. Một chiếc bánh kèm trái cây và đĩa salad vẫn là sự lựa chọn tốt hơn so với việc chỉ ăn một chiếc bánh với kem và sô-cô-la. Hãy đảm bảo rằng thức ăn ngọt chỉ được đưa ra làm thức ăn cuối cùng trong bữa ăn. 6. Lưu ý những loại đường ẩn. Đường ẩn là các dạng đường được gọi bằng các tên khác nhau hiển thị trên nhãn thành phần thực phẩm, thường kết thúc bằng OSE như dextrose,
maltose, fructose, gluco hoặc được ghi là mật ong. Trong số các loại đường, fructose được gan chuyển hóa thành chất béo nhanh chóng nhất, và fructose thường có nhiều trong mật ong, trái cây sấy và nước ép trái cây. Việc không có từ đường không đồng nghĩa với việc không chứa đường. Việc ăn nhiều đường có ảnh hưởng gì không? Trừ khi có bệnh tiểu đường, việc ăn nhiều đường thường không gây hại. Tuy nhiên, nó có thể làm cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi và gia tăng ham muốn về đường, tạo ra một chu kỳ tự tạo ra vấn đề với việc dung nạp đường và có thể dẫn đến các vấn đề như tiền đái tháo đường và đái tháo đường. Ăn quá nhiều đồ ngọt cũng có thể làm giảm vị giác đối với đồ ngọt, khiến tăng ham muốn ăn đồ ngọt nhiều hơn. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn ăn một chút đồ ngọt trong các dịp đặc biệt như Tết, sinh nhật, miễn là bạn vẫn giữ được sự kiểm soát và cân nhắc về lượng tiêu thụ đường của mình. Những thói quen sai lầm khi ăn trái cây khiến hệ tiêu hóa của bạn bị phá hủy từng ngày. Thưa quý vị, trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhưng dưới đây là những thói quen sai lầm khi ăn trái cây khiến hệ tiêu hóa bị phá hủy. Ăn trái cây sau khi ăn bữa chính. Sai lầm phổ biến nhất chúng ta thường mắc phải là ăn trái cây sau bữa ăn để tráng miệng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc này không tốt cho sức khỏe. Khi cơ thể đã no, dạ dày cần thời gian để tiêu hóa thức ăn. Nếu bạn tiếp tục ăn trái cây ngay lúc này sẽ khiến cơ thể không thể hấp thụ được dưỡng chất và có thể khiến bạn cảm thấy đầy bụng khó chịu. Thời điểm lý tưởng nhất là ăn trái cây trước bữa ăn hoặc ít nhất là một tiếng sau khi ăn. Sử dụng trái cây như một thực phẩm chính. Một số người khi cố gắng giảm cân thường chọn sử dụng trái cây và rau làm thay thế thực phẩm chính, nhưng đây là một lựa chọn sai lầm. Trái cây chủ yếu chỉ cung cấp một thành phần dinh dưỡng duy nhất là nước, một lượng nhỏ vitamin và nguyên tố vi lượng, rất ít chất đạm và chất béo. Do đó, nếu sử dụng trái cây như một thực phẩm chính trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt protein, thiếu các chất chuyển hóa và enzyme không thể tổng hợp được. Kết quả có thể là tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Ăn quá nhiều trái cây mà không cẩn thận có thể phản tác dụng và không đạt được mục tiêu giảm cân. Ăn trái cây khi đói. Có nên ăn trái cây khi đang đói không? Chúng ta rất dễ dàng nhận ra rằng ăn trái cây khi đói sẽ khiến dạ dày cồn cào. Nguyên nhân của hiện tượng này là do trái cây chứa một lượng axit, ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, tuyệt đối không nên ăn trái cây khi đói. Thay vào đó, hãy ăn nhẹ với các thực phẩm lành mạnh như salad, rau củ để tránh tác động tiêu cực đối với dạ dày và hệ tiêu hóa của bạn. Ăn nhiều trái cây có tính nóng. Các loại trái cây có tính nhiệt như dải, anh đào, nhãn, sầu riêng tạo ra một lượng calo lớn và cần phải chú ý không tiêu thụ quá mức. Việc ăn quá nhiều có thể tác động đến sự cân bằng nội tiết và gây ra tình trạng đầy bụng, tiêu chảy. Gọt và bổ trái cây bằng dao làm bếp. Bạn nên sử dụng các dụng cụ thái thịt và gọt trái cây riêng biệt. Bởi vì dao thái thịt có thể chứa ký sinh trùng và vi khuẩn, việc sử dụng dao thái thịt để gọt trái cây có thể làm trái cây nhiễm khuẩn. Do đó, lựa chọn tốt nhất là sử dụng một con dao gọt trái cây chuyên dụng. Ăn trái cây gì cũng bỏ vỏ. Phần lớn chúng ta thường có thói quen gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Tuy nhiên, một số loại vỏ trái cây chứa một lượng lớn vitamin và chất chống oxy hóa mà có thể bạn chưa biết đến. Chẳng hạn, vỏ táo chứa nhiều chất xơ và các vitamin A, C là nguồn dưỡng chất tốt cho những người mong muốn giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn nơi mua trái cây sạch và ngâm, rửa kỹ để đảm bảo an toàn khi ăn cả vỏ. Chỉ uống nước ép trái cây. Không thể phủ nhận rằng nước ép trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn hoàn toàn thay thế trái cây bằng nước ép, bạn sẽ mất đi nguồn cung cấp chất xơ phong phú từ trái cây. Hơn nữa, nước ép trái cây có thể làm chậm quá trình giải phóng gluco trong cơ thể. Vì vậy, bạn nên kết hợp việc ăn trái cây và sinh tố thay vì chỉ uống nước ép. Ăn trái cây sau khi gọt vỏ quá lâu.
Một thói quen mà bạn nên từ bỏ khi ăn trái cây là để chúng quá lâu sau khi gọt vỏ. Trong thời gian này, trái cây trở nên dễ bị xâm nhập vi khuẩn và oxy hóa trong không khí, làm cho chúng biến chất. Điều này có thể gây ra đau bụng khi ăn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Lựa chọn tốt nhất là gọt vỏ trái cây ngay trước khi bạn có ý định ăn. Nếu bạn vô tình gọt vỏ nhưng để quá lâu, đừng ngần ngại mà bỏ chúng. Hãy nhớ bảo quản hoa quả ở nơi thoáng mát, khô ráo hoặc trong ngăn mát của tủ lạnh để giữ cho chúng tươi ngon và giữ được lượng dưỡng chất cần thiết. Ăn trái cây nhiều nước trước khi đi ngủ. Một điều quan trọng là hãy tránh ăn một số loại trái cây nhiều nước, chẳng hạn như dưa hấu, trước khi đi ngủ, hoặc tránh ăn các loại trái cây có khả năng kích thích như chanh cũng là một lựa chọn khôn ngoan. Bởi ăn những loại trái cây này có thể tạo áp lực đáng kể cho dạ dày và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Nếu bạn muốn thưởng thức một loại trái cây trước khi đi ngủ, hãy lựa chọn những loại quả như nhãn. Chúng không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn có tác dụng dịu dàng cho hệ thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ. Mọi loại trái cây đều cho vào tủ lạnh. Nếu chúng ta mua quá nhiều trái cây và không thể tiêu thụ hết trong một khoảng thời gian, thường chúng ta sẽ lưu giữ chúng trong tủ lạnh trong vài ngày. Tuy nhiên, không phải mọi loại trái cây đều thích hợp để lưu trữ trong tủ lạnh. Ví dụ, chuối là một loại quả cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát thay vì trong tủ lạnh. Do chuối là loại trái cây nhiệt đới, nên chúng thích hợp hơn với môi trường ấm hơn khi để trong tủ lạnh với nhiệt độ khoảng 5 độ C. Chuối có thể trở nên thâm đen, hư hại, biến chất, mất chất dinh dưỡng và có khả năng phát tán mùi. 5 loại trà dừa nuôi dưỡng nội tạng, ngừa ung thư lại đốt mỡ bụng nhanh. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, trà luôn là một trong những thức uống phổ biến nhất trên toàn thế giới. Không chỉ thơm ngon, trà còn mang lại khá nhiều lợi ích sức khỏe như bảo vệ các tế bào hồng cầu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay hỗ trợ trí nhớ tốt. Đặc biệt vào ngày Tết thì nhu cầu uống trà càng tăng, bởi nhà nào cũng pha sẵn một ấm trà để đãi khách đến thăm. Bên cạnh đó, trà cũng có tác dụng đáng kể trong việc tiêu lượng mỡ thừa tồn đọng. Nếu biết kết hợp trà với ăn uống, tập luyện thì việc giảm cân sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Dưới đây là 5 loại trà hỗ trợ cho quá trình ăn kiêng mà phụ nữ nên thử, vừa có thức uống trong năm mới lại còn sở hữu dốc dáng thon gọn nhanh. 1. Trà xanh. Đương nhiên ở vị trí đầu tiên phải nhắc đến trà xanh, một trong những thực phẩm tăng cường sức khỏe hàng đầu. Trong một nghiên cứu năm 2008 đã cho thấy, nhóm người thường xuyên uống trà xanh đã giảm 3,3kg so với những người không uống. Hiệu quả giảm cân của trà xanh đến từ kết chừng, một chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy trao đổi chất và phân hủy chất béo, nhất là ở vùng bụng. Thêm vào đó, hoạt chất flavonoid trong trà cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lẫn ung thư. Dù tốt là vậy nhưng nếu lạm dụng, trà xanh sẽ trở thành con dao hai lưỡi gây hại cho cơ thể. Tuyệt đối không uống quá nhiều, mỗi ngày chỉ nên dùng thấp hơn 200ml là được. Không pha nước trà xanh quá đặc, hạn chế uống khi đói bụng vì có thể gây cảm giác cồn cào, kích thích ruột và tổn thương dạ dày. Sau khi ăn cơm 30 phút đến 1 giờ là thời điểm thích hợp nhất để uống. 2. Trà đen, hồng trà. Có công dụng hệt như trà xanh, trà đen rất giàu dinh dưỡng và giúp giảm cân hiệu quả. Chất polyphenol trong loại trà này sẽ thúc đẩy sự sản sinh axit béo chuỗi ngắn, nhờ vậy mà tăng cường hệ trao đổi chất. Một nghiên cứu năm 2014 chứng minh rằng uống 3 tách trà đen thường xuyên còn hỗ trợ giảm mỡ dòng eo hiệu quả. Trà đen cũng hoạt động hệt như một loại thuốc giải độc cho cơ thể, giúp nội tạng và da dẻ luôn khỏe mạnh. Uống trà đen thường xuyên cũng giảm hẳn cảm giác thèm ăn và ngăn bạn ăn quá nhiều. Chị em nên uống một tách trà đen vào buổi sáng hoặc buổi chiều, dùng nóng và hạn chế thêm đường vào kẻo phản tác dụng. 3. Trà bạc hà. Lá bạc hà là một trong những cây có mùi thơm được sử dụng rộng rãi.
Nó không chỉ được sử dụng trong ẩm thực mà còn cho mục đích y học, bởi bạc hà có tính chất trị liệu. Với trà bạc hà nói riêng, nó sẽ giúp kích thích các enzyme tiêu hóa và chuyển chất béo thành năng lượng cần thiết hàng ngày. Nhờ vậy mà mỡ thừa không còn cơ hội tích tụ. Một tách trà bạc hà nóng chứa lượng calo thấp và giàu chất xơ, cực kỳ phù hợp cho người ăn kiêng. Nếu ngày Tết bị đầy bụng thì nên chăm uống hơn, bởi bạc hà giúp tăng cường hệ tiêu hóa. Chúng ta có thể sử dụng lá bạc hà tươi hoặc khô để pha trà, nhưng hãy nhớ lọc lá trước và chỉ lấy phần nước để uống. 4. Trà ô long. Đây là loại trà truyền thống của Trung Quốc, có mùi trái cây thơm cùng hương vị độc đáo. Trà ô long giàu kết chừng và caffeine, hai hợp chất giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo nhanh. Một nghiên cứu năm 2009 trên phụ nữ cho thấy, những người uống 2 tách trà ô long mỗi ngày sẽ giảm thêm 2,2kg trong vòng 6 tuần. Mỗi ngày bạn nên uống 2 ly trà ô long vào buổi sáng hoặc trưa, sau bữa ăn khoảng 30 phút. Hãy cho thêm vài lát chanh vào tách trà để giúp cơ thể thanh lọc, giải nhiệt hiệu quả hơn. Tuyệt đối không uống loại trà này khi lỡ để bên ngoài quá lâu, vừa mất chất lại còn bị nhiễm khuẩn, rất dễ sinh bệnh. 5. Trà trắng. Được đánh giá là một trong những loại trà có hương vị đặc trưng, trà trắng có thể cải thiện sức khỏe, vóc dáng cho đến tiêu diệt tế bào ung thư. Nó giúp cơ thể phá vỡ chất béo và ngăn ngừa sự hình thành của các lớp mỡ mới. Theo thống kê, trà trắng sẽ tăng cường trao đổi chất của bạn lên 4-5%, tương đương việc giảm thêm 70-100 calo một ngày. Trà trắng cũng chống lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và kích thích mọc tóc nhanh. Bạn nên pha trà trắng ở nhiệt độ 75-85 độ C, không dùng nước sôi 100 độ vì sẽ làm mất hương vị và chất dinh dưỡng. Sau đó ngâm khoảng 5-8 phút là vừa ngon. Nếu thích thì có thể cho thêm nhiều lá trà cho đậm vị. Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống trà mỗi ngày? Thưa quý vị, uống trà mỗi ngày đem lại hàng loạt lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, tăng cường trao đổi chất, giảm cân. Trà là một trong những đồ uống được yêu thích nhất trên thế giới. Nhiều người uống trà buổi sáng, nhiều người uống để thư giãn trước khi ngủ. Vậy, nếu uống trà mỗi ngày đều đặn thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể? 1. Tốt cho tim mạch. Uống trà trước khi đi ngủ hoặc ngay khi thức dậy đem lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn là việc thỏa mãn cơn thèm của bạn. Trên thực tế, một số loại trà có thể giúp tim mạch của bạn khỏe mạnh. Một số loại trà như trà đen, trà xanh, trà dâm buộc có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Cụ thể, chúng giúp hạ huyết áp, giảm mức cholesterol LDL và tăng cường chức năng tim mạch tổng thể. Đặc biệt là trà đen, bạn sẽ cung cấp cho cơ thể các hợp chất hữu ích, giúp giảm mức cholesterol LDL xấu, nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 2. Cải thiện nhận thức. Những người uống trà xanh sẽ rất vui khi biết rằng uống thường xuyên giúp tăng cường trí não. Loại trà này có chứa L-theanine, một loại axit amin hoạt động phối hợp với caffeine, mang lại sự tăng cường năng lượng, cải thiện sự tỉnh táo và chức năng nhận thức. Những lợi ích về nhận thức không chỉ đến từ trà xanh. Các loại trà có chứa caffeine cũng có thể giúp tăng cường năng lượng nhẹ và cải thiện sự tỉnh táo, chức năng nhận thức. 3. Tốt cho tiêu hóa. Khi bạn đang vật lộn với chứng đau bụng hoặc các vấn đề về tiêu hóa, một số loại trà có thể giúp bạn dễ chịu hơn. Các loại trà thảo dược như hoa cúc, bạc hà và gừng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, giảm bớt các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn. Trà không chỉ có thể giúp cải thiện đường tiêu hóa ngay lập tức mà còn tốt cho sức khỏe đường ruột theo thời gian. Ví dụ, tannin trong trà đen có đặc tính kháng khuẩn nhẹ. Nó hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. 4. Bổ sung caffeine. Một số loại trà, tùy theo loại, có chứa một lượng caffeine vừa phải. Các loại trà như đen, xanh và ô long có chứa caffeine, trong khi các loại trà thảo mộc hoàn toàn không chứa caffeine. Nếu nhạy cảm với caffeine,
Bạn cần chú ý đến loại trà mình đang uống và thời điểm nào trong ngày bạn quyết định dừng uống trà. Mặc dù trà thường chứa ít caffeine hơn cà phê, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các tác dụng phụ như bồn chồn, tăng nhịp tim và khó ngủ. Tiêu thụ nhiều loại trà có chứa caffeine có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ. Do đó, điều quan trọng là phải uống điều độ. 5. Thư giãn tâm trí. Trà hoa cúc được làm từ hoa cúc khô, đặc biệt được sử dụng cho mục đích ngủ và thư giãn. Loại trà này có sự hiện diện của apigenin, một chất chống oxy hóa liên kết với một số thụ thể trong não, làm giảm lo lắng và thúc đẩy thư giãn. Các chuyên gia thừa nhận, uống trà hoa cúc trước khi đi ngủ có thể giúp cải thiện chất lượng và thời gian ngủ nhờ đặc tính an thần, có thể gây ra cảm giác buồn ngủ. 6. Điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Khoa học Y tế cho thấy trà xanh đặc biệt có tác dụng tích cực trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Điều này cũng liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát lượng gluco và quản lý cân nặng. Nó cũng đúng khi bạn uống trà đen, trà ô long. 7. Chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật. Trà chứa nhiều loại hóa chất thực vật và chất dinh dưỡng thực vật vì chúng có nguồn gốc từ các loại thực vật khác nhau. Đặc biệt, chúng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp trung hòa các gốc tự do, giảm tổn thương tế bào trong cơ thể. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, cụ thể gọi là kết chừng, giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể bạn, giảm căng thẳng oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. 8. Giảm viêm. Theo một nghiên cứu từ tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế, có rất nhiều bằng chứng chứng minh lợi ích chống viêm tích cực của việc uống trà thường xuyên. Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn phát hiện những người mắc bệnh lupus uống trà xanh hàng ngày trong 12 tuần ít bị viêm hơn. 9. Kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần về việc tiêu thụ trà xanh hàng ngày ở phụ nữ cho thấy trọng lượng và mỡ quanh vùng bụng giảm đáng kể. Điều này chứng tỏ uống trà thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng rất tốt. Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm và đồ uống nào khác, trà vẫn có những cấm kỵ và những người sau đây là những trường hợp không thích hợp để uống trà. 1. Người già. Người già khi uống trà sẽ bị căng thẳng khó ngủ do chất caffeine trong trà. Trà cũng không thích hợp cho trẻ nhỏ vì nó có thể cản trở quá trình hấp thu và trao đổi chất của hệ tiêu hóa do axit trong trà phản ứng kết tủa với một số dưỡng chất trong cơ thể. 2. Phụ nữ mang thai. Đối với phụ nữ mang thai thì chất caffeine trong trà sẽ làm tăng nhịp tim, tăng áp lực tim và thận, kích thích nước tiểu, gây ngộ độc thai kỳ, ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Khi sắp sinh nở mà uống nhiều trà sẽ dễ bị giật mình, mất ngủ, thể lực giảm sút, gây khó sinh, mệt mỏi. 3. Người mắc các căn bệnh mãn tính. Trà chứa nhiều caffeine gây hưng phấn, tăng nhịp đập của tim, làm bệnh tim trầm trọng hơn. Chất caffeine và tannin trong trà tham gia vào quá trình trao đổi chất của gan khiến cho chức năng gan bị suy yếu. Trà còn làm cho sỏi thận gia tăng về kích thước và số lượng trong đường tiết niệu không thể thoát ra ngoài. Uống nhiều trà kích thích bài tiết ra quá nhiều axit làm người bệnh loét dạ dày bị nặng thêm. Uống trà nhiều có tốt không? Nước trà xanh là thức uống rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sử dụng trà xanh với lượng quá nhiều lại gây ra những mối nguy hại khôn lường. Sau đây là những tác dụng phụ khi uống quá nhiều trà. Gây loãng xương. Tưởng chừng không liên quan nhưng các nhà khoa học đã chỉ ra rằng caffeine trong trà xanh khiến cơ thể khó hấp thu lượng canxi có trong máu cũng như các nguồn canxi từ thực phẩm khác, đồng thời tăng sự bài tiết canxi ra khỏi cơ thể. Sự ức chế sử dụng canxi này chính là nguyên nhân trọng yếu gây nên tình trạng loãng xương mà bạn không hề mong muốn. Rối loạn nhịp tim. Tương tự như cà phê, trong trà xanh cũng bao gồm một lượng caffeine tương đối, giúp tinh thần tỉnh táo và hưng phấn hơn. Thế nhưng, chất này cũng tác động mạnh mẽ đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể,
tạo ra một sức ép lớn đến hoạt động của tim, từ đó dẫn đến tình trạng nhịp tim thiếu ổn định, tim đập nhanh. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ số huyết áp, dễ gây tăng huyết áp đột ngột. Ngoài việc uống quá nhiều trà xanh, uống trà được pha quá đậm cũng là một nguyên nhân khiến nhịp tim bị rối loạn, tổn hại khôn lường đến sức khỏe, gây cồn cào, khó chịu dạ dày. Cồn cào ruột hay khó chịu dạ dày là triệu chứng mà nhiều người gặp phải khi uống lượng trà xanh vượt mức cho phép, nhất là uống khi đang đói bụng. Khi đi vào hệ tiêu hóa, trà xanh kích thích dạ dày tiết nhiều dịch dị khiến ta cảm thấy khó chịu. Mặt khác, đây còn là một loại thức uống có tính axit vô cùng mạnh mẽ, uống nhiều dễ gây trào ngược axit, ợ nóng, buồn nôn, tăng nguy cơ sảy thai. Phụ nữ có thai nên cân nhắc khi sử dụng trà xanh với chúng chứa hàm lượng caffeine tương đối cao. Caffeine trong trà khiến mẹ thường xuyên bị nhức đầu, buồn nôn, run chân tay và mắc chứng táo bón thai kỳ. Nguy hiểm hơn, mẹ bầu uống nhiều trà xanh có nguy cơ sảy thai khá cao, dễ sinh non hoặc sinh con nhẹ cân. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, mẹ chỉ nên dùng khoảng một tách trà nhỏ mỗi ngày. Thiếu máu. Theo một số nghiên cứu, các chất chống oxy hóa trong trà xanh như kết chừng và tannin nếu được dùng với lượng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất sắt từ thực phẩm. Nếu quá trình ức chế này kéo dài sẽ gây ra chứng thiếu máu rất nguy hiểm. Chưa kể, thiếu sắt còn khiến các hoạt động của cơ thể bị đình trệ, căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh. Ngoài việc cân bằng lượng trà nạp vào ở mức phù hợp với nhu cầu hàng ngày, nên tăng cường thêm những loại thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, yến mạch, sô-cô-la đen vào bữa ăn hàng ngày để bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Tương tác với một số loại thuốc. Caffeine và các chất chống oxy hóa trong trà xanh như kết chừng, tannin có khả năng tương tác và làm giảm hiệu quả của nhiều loại thuốc khác nhau. Do đó, nên hạn chế uống trà xanh nếu đang trong thời kỳ sử dụng các loại thuốc liên quan đến hệ thần kinh, gan, thuốc tránh thai, thuốc đau đầu, thuốc chống đông máu. Lưu ý để sử dụng trà xanh an toàn. Uống trà xanh đúng cách không chỉ mang đến cho bạn nhiều lợi ích mà còn có thể ngăn chặn được các tác dụng phụ không mong muốn. Vậy làm thế nào để uống trà xanh hay uống chè xanh đúng cách? Bạn hãy tham khảo một số gợi ý sau. Thời gian thích hợp để uống trà là vào buổi sáng sau khi ăn ít nhất là 1 đến 2 tiếng, hoặc đầu giờ chiều sau bữa trưa 1 đến 2 tiếng. Uống trà vào lúc này sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, giảm quá trình hấp thụ chất béo từ thức ăn. Mỗi ngày chỉ nên uống 3 đến 4 cốc trà, loại cốc 250ml là vừa đủ. Thưa quý vị, dưới đây là những thói quen khi uống trà bạn nên tránh để không gây hại cho thận. Uống trà sau khi uống rượu. Bởi vì uống trà có thể giúp sảng khoái tinh thần và kích thích não bộ hưng phấn, nên có một quan niệm sai lầm rằng uống trà có thể tỉnh rượu. Tuy nhiên, uống trà sau khi uống rượu không chỉ làm tăng gánh nặng cho tim mà còn gây hại cho thận. Uống trà có thể làm gia tăng số lần đi tiểu, có tác dụng lợi tiểu. Trong khi đó, rượu chứa nhiều cồn, nếu uống trà sau khi uống rượu, các chất có trong trà xanh sẽ kích thích hệ bài tiết đào thải cùng lúc rượu và nước trà ra ngoài, gây sức ép cho thận. Uống trà khi bụng đói. Một số người uống trà thay cho nước lọc, đặc biệt là uống khi bụng đói, để làm dịu cơn khát và cơn đói. Nhưng trong nước trà xanh chứa một chất gọi là fluoride, có chứa độc tính nhất định. Uống trà xanh khi đói sẽ cản trở quá trình tiêu hóa. Khi những chất này đi vào thận, làm gia tăng gánh nặng cho thận, đồng thời gây khó chịu cho dạ dày, dẫn tới một số triệu chứng như mờ mắt, say trà. Uống trà thay nước lọc, quá đặc. Nhiều người có thói quen uống trà xanh thay cho nước lọc hàng ngày và pha trà rất đặc. Tuy nhiên, thói quen này không tốt, có thể dẫn tới hình thành sỏi thận. Bởi vì, trong nước trà xanh có chứa axit oxalic, nếu uống nhiều và quá đặc, lượng axit oxalic tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ dễ gây sỏi thận. Uống trà quá đặc không chỉ gây hại cho thận, mà còn có hại cho dạ dày.
Ngoài ba thói quen phổ biến trên, uống trà trước khi đi ngủ cũng sẽ kích thích thần kinh, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Cơ thể thiếu ngủ sẽ mệt mỏi và ảnh hưởng tới thận. Ngoài ra, không nên uống trà xanh để lạnh. Trà xanh để lạnh thường bị hao hụt các chất dinh dưỡng, bao gồm các loại vitamin, đồng thời gây đình trệ khí trong cơ thể. Không dùng đường cùng với trà xanh, thêm đường vào trà làm chất dinh dưỡng trong trà mất đi. Thay vào đó, nếu muốn uống ngọt thì hãy dùng mật ong. Không uống khi đang có kinh nguyệt. Trà xanh khiến phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt mất máu nhiều hơn và dễ mắc chứng táo bón. Không uống trà trước khi đi ngủ. Caffeine trong trà sẽ kích thích thần kinh, dễ khiến bạn mất ngủ về đêm. Không sử dụng trà pha đi pha lại nhiều lần. Trà pha đi pha lại rất loãng và gần như không còn dưỡng chất. Tránh uống trà để quá lâu. Trà pha qua đêm, trà đã để lâu hoặc để qua đêm dễ bị vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập và mất đi các dưỡng chất cần thiết. Không dùng trà xanh để uống thuốc. Trà xanh dễ tương tác, gây mất tính năng của nhiều loại thuốc, có thể nguy hại cho sức khỏe. Để trà thực sự là thức uống tốt cho sức khỏe, quý vị nên lưu ý những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên để tránh những tác hại không đáng có nhé. Tiếp theo, chúng tôi xin gợi ý đến quý vị công thức diệu kỳ pha trà giúp bạn trị ho, long đờm, tốt phế quản từ quả lê. Từ xa xưa, quả lê và rễ hoa cát cánh là hai loại nguyên liệu rất hợp nhau nên nhiều người đã tận dụng pha thành trà thảo dược và dùng làm trà để uống. Nhất là những khi thời tiết chuyển mùa hoặc khi bị cảm lạnh, thức uống từ hai loại nguyên liệu này có thể nhanh chóng cho người dùng thấy được tác dụng hiệu quả. Nếu bạn hoặc trong gia đình có người thường xuyên bị ho, cảm lạnh hoặc phế quản gặp vấn đề thì đây chính là gợi ý để bạn chỉ dùng một công thức pha trà có thể loại bỏ được những rắc rối sức khỏe đó. Nguyên liệu để làm hũ lê cát cánh: mật ong, đường phèn, 2 quả lê, 400g rễ cây hoa cát cánh tươi, rễ cây hoa chuông, 200g đường phèn, 200g mật ong. Bước 1. Rễ cây hoa cát cánh, hay còn gọi là hoa chuông, bạn rửa thật sạch dưới vòi nước để loại bỏ đất. Sau khi rửa sạch thì đem gọt bỏ vỏ. Để bóc vỏ của rễ cây cát cánh dễ dàng hơn thì bạn nên ngâm nó trong nước khoảng 1 giờ đồng hồ. Bạn có thể tìm mua rễ cây hoa cát cánh tại các cửa hàng bán thảo dược, cửa hàng bán thực phẩm Hàn Quốc hoặc các sàn thương mại điện tử. Bước 2. Sau khi đã sơ chế rễ cây hoa cát cánh xong, bạn cắt thành từng miếng dày 0,5cm. Lê rửa sạch rồi đem gọt vỏ, bỏ hạt và cắt thành từng miếng vừa ăn. Với lê và rễ cây cát cánh, bạn cũng có thể xay nhuyễn sau đó ướp với đường phèn trong khoảng 2 giờ. Với cách này thì thành phẩm trông sẽ không đẹp mắt bằng, nhưng ưu điểm là các miếng rễ cát cánh bạn sẽ không cảm thấy bị cứng lại khi bảo quản thời gian dài trong tủ lạnh. Bước 3. Cho rễ hoa cát cánh, lê, đường phèn và mật ong vào nồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn giảm lửa về mức lửa vừa rồi, đun ở lửa nhỏ trong khoảng 1 giờ 30 phút cho đến khi hơi nước bay hết. Trong quá trình đun, bạn lưu ý khuấy đều để các nguyên liệu không bị bén. Bước 4. Sau đó bạn cho vào lọ thủy tinh đã tiệt trùng và đóng nắp lại. Tốt nhất bạn nên để ở nhiệt độ phòng nửa ngày rồi cho vào tủ lạnh bảo quản. Lê cát cánh, đường phèn, mật ong hoàn thành có màu sắc vàng nâu đẹp mắt. Từng miếng lê và rễ cát cánh ngấm đường phèn mật ong ngọt thanh, thơm dễ chịu. Vào những ngày cổ họng khó chịu, ho, bạn hãy dùng 1 đến 2 thìa cà phê hỗn hợp này pha vào nước ấm và uống. Bạn sẽ cảm nhận ngay được công dụng diệu kỳ. Chúc quý vị thành công với món lê cát cánh, mật ong, đường phèn và luôn khỏe mạnh. Thưa quý vị, nói thêm một chút về nguyên liệu cây cát cánh, hay còn được gọi là kết cánh, mộc tiện, bạch dược, cánh thảo hay phù hổ. Cát cánh là loại thân thảo có tính hơi ôn, vị ngọt, cay, đắng, lợi về kinh tỳ. Công dụng của cát cánh là giúp long đờm, lợi họng, tiêu mủ. Dùng trong các trường hợp ho nhiều đờm, buồn bực, khó chịu trong ngực, hầu họng sưng đau, khàn tiếng, phổi sưng thổ đờm, các vết lở loét mưng mủ. Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, dược liệu hàm chứa các chất có tác dụng long đờm, chống viêm nhiễm.
mặc dù là một loại thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên có một số lưu ý bạn cần ghi nhớ. Không uống quá liều lượng cây cát cánh. Người bị lao phổi, ho lâu ngày, viêm phế quản, ho khan ít đờm, kiêng uống riêng một vị cát cánh với lượng nhiều và thời gian kéo dài. Người viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày kiêng uống nhiều. Quý vị thân mến, ăn sáng tưởng chừng như vô hại và đơn giản, nhưng những thói quen ăn sáng dưới đây chẳng những không có lợi cho sức khỏe mà vô tình còn dễ rước thêm bệnh vào người. Ai mắc phải cần từ bỏ ngay. 1. Ăn sáng ngay sau khi thức dậy. Sau khi thức dậy, dạ dày vẫn đang trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ngoài ra, nước bọt và dịch tiết dạ dày vào buổi sáng thường tương đối ít, nên nếu bạn ăn một lượng lớn thức ăn ngay sau khi ngủ dậy sẽ khiến việc tiêu hóa trở nên khó khăn, gây đầy bụng hoặc khó tiêu. Thay vào đó, khi vừa ngủ dậy bạn hãy uống một cốc nước lọc rồi ăn sáng một lúc sau đó. Một cốc nước lọc vào buổi sáng không những bổ sung lượng nước đã mất trong lúc ngủ mà còn làm tăng tiết dịch tiêu hóa, thúc đẩy tuần hoàn máu. 2. Uống quá nhiều cà phê, trà vào bữa sáng. Rất nhiều người có thói quen uống đồ uống có caffeine vào bữa sáng như trà, cà phê. Mặc dù những đồ uống này có thể cải thiện trao đổi chất và giúp chúng ta tỉnh táo, tràn đầy năng lượng, nhưng uống quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Đồng thời, khi bạn uống trà cà phê cũng nên tránh thêm nhiều kem, đường vào các đồ uống này nếu không muốn tăng lượng calo hấp thụ vào bữa sáng. 3. Bỏ bữa sáng. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng bỏ bữa sáng, nhưng nếu bạn bỏ qua nó thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề về sức khỏe như cholesterol trong máu tăng cao, tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường type 2. Thậm chí việc bỏ bữa sáng có thể khiến một số người có nhiều khả năng hút thuốc hơn. Để giảm thiểu những rủi ro trên cũng như cung cấp cho bạn một năng lượng dồi dào để bạn sinh hoạt, làm việc, bạn nên có một bữa ăn sáng đầy đủ. 4. Không ăn trứng. Lòng trắng trứng là nguồn cung cấp protein và rất nhiều các chất dinh dưỡng khác. Lòng đỏ trứng gà cũng tốt cho một số người nhưng nên ăn ở mức độ vừa phải, vì chúng chứa nhiều protein, vitamin D và chất chống oxy hóa có lợi cho mắt. Như vậy, ăn trứng vào buổi sáng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Nếu là người khỏe mạnh, bạn có thể ăn cả quả trứng mỗi ngày. Có thể bạn sẽ cần ít hơn nhiều so với mức đó nếu mắc bệnh tiểu đường hoặc tim. 5. Ăn quá nhiều ngũ cốc. Bổ sung quá nhiều ngũ cốc là sai lầm khi ăn sáng rất phổ biến. Trước khi ăn, hãy kiểm tra nhãn giá trị dinh dưỡng trên mặt hộp ngũ cốc. Hãy tìm khẩu phần được khuyến nghị và tuân theo số lượng đó. Bạn có thể sử dụng cốc đo để cho đúng liều lượng. Hãy chọn những nhãn hiệu có ít đường và nhiều chất xơ. 6. Chỉ ăn trái cây cho bữa sáng. Ăn trái cây rất có lợi cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, chất xơ trong trái cây còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, phòng chứng táo bón. Tuy nhiên, chỉ ăn trái cây vào buổi sáng là thói quen có hại cho sức khỏe. Bởi trong thành phần của trái cây có chứa rất ít tinh bột và protein, hai thành phần chính cần thiết cho bữa ăn sáng lành mạnh. Ăn sáng chỉ bằng trái cây không đủ điều kiện để cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và những dưỡng chất cần thiết để bổ sung năng lượng. 7. Không ăn rau trong bữa sáng. Với nhiều người Việt, đặc biệt là những người sống ở thành thị, bữa sáng gắn liền với họ là bún, ở, bánh mì, nên lượng rau có trong một bữa sáng rất ít. Người Việt vốn đã rất lười ăn rau, không đủ theo khuyến cáo của WHO, trong khi bữa sáng bổ sung rất nhiều đạm và tinh bột nhưng lại không ăn rau. Điều này nếu tạo thành một thói quen sẽ gây nên những hệ lụy cho sức khỏe. Bởi rau cung cấp nhiều vitamin và chất xơ cần thiết cho cơ thể, không ăn đủ rau nhất là vào buổi sáng ngoài việc thiếu vitamin còn gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. 8. Ăn đồ lạnh. Buổi sáng, các bộ phận trên cơ thể bao gồm cơ bắp, thần kinh, mạch máu đang ở trạng thái co lại. Nếu bạn ăn thực phẩm lạnh sẽ khiến lưu lượng máu trong cơ thể khó lưu thông, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa,
lâu ngày dẫn đến táo bón, giảm sức đề kháng của cơ thể. 9. Ăn đồ thừa qua đêm. Không ít người có thói quen ăn đồ ăn thừa còn lại từ hôm trước vào bữa sáng hôm sau. Trong khi thực phẩm nếu được bảo quản tốt thì không sao, nhưng có nhiều đồ ăn không giữ lại giá trị dinh dưỡng do để lâu, thậm chí còn có thể sản sinh ra nitrit có hại cho sức khỏe. Những phản ứng trước mắt có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, còn về lâu dài thì hệ lụy khôn lường. 10. Vừa ăn vừa di chuyển. Vừa đi vừa ăn sáng có thể gây hại cho dạ dày. Khi chúng ta ăn, thực phẩm xuống ống thực phẩm vào dạ dày để tiêu hóa. Nhưng nếu bạn liên tục di chuyển trong khi ăn, quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng và kết quả là bị ợ nóng và axit kèm theo buồn nôn. Chưa kể việc vừa ăn sáng vừa di chuyển dễ khiến thực phẩm bám phai bụi bẩn, vi khuẩn, khói bụi trên đường, như vậy không chỉ mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. 11. Ăn quá nhiều thịt. Nhiều người nghĩ rằng buổi sáng ăn nhiều thịt để cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể trong cả ngày. Nhưng theo các chuyên gia khuyên bạn không nên ăn nhiều thịt hay nhiều dầu vào bữa sáng, bởi những loại thức ăn này chứa quá nhiều protein và chất béo nên không tốt cho dạ dày. Để có bữa sáng tốt nhất, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và là nền tảng để cung cấp có lợi nhất cho sức khỏe. Thậm chí, nhiều nhà dinh dưỡng còn xác định bữa ăn sáng chiếm từ 25-30% tổng năng lượng cả ngày. Do đó, bữa sáng nên là bữa ăn đầy đủ dưỡng chất nhất trong ngày. Thời điểm tốt nhất để ăn sáng là từ 6-8 giờ sáng, sau khi thức dậy khoảng 20-30 phút. Vì đây là thời điểm mà axit dạ dày tiết ra mạnh, tiêu thụ thực phẩm vào lúc này sẽ tốt cho dạ dày. Nếu ăn sáng sau 9 giờ sẽ dễ gây đầy bụng và ảnh hưởng đến bữa trưa. Phần cuối của video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 4 thói quen không ngờ khiến bạn già đi chục tuổi, bỏ ngay trước khi quá muộn. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp, trẻ lâu. Chúng ta tốn nhiều tiền để đầu tư kem dưỡng, kem chống nắng hay những sản phẩm mỹ phẩm xịn sò. Chúng ta cũng chịu chi cho những spa, viện thẩm mỹ chăm sóc da với mong muốn níu giữ thanh xuân. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, chị em lại thường xuyên có những thói quen xấu khiến mình già nhanh trông thấy. Theo giới chuyên gia, có rất nhiều thói quen không ngờ trong cuộc sống hàng ngày vô tình khiến bạn già đi cả chục tuổi. Chỉ cần điều chỉnh một chút, chị em đã có diện mạo trẻ trung, tươi tắn hơn mà không phải tốn quá nhiều công sức, tiền bạc. 1. Ăn quá nhiều đường. Ăn nhiều đường khiến da mọc mụn nhiều hơn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ăn quá nhiều đường cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, tuần hoàn. Ăn quá nhiều đường làm gia tăng glycation với protein, dẫn đến gây tổn thương chức năng và cấu trúc da, lão hóa da nhanh. Đồng thời, điều này cũng xảy ra với từng cơ quan của cơ thể như dây thần kinh hay não bộ, thận, mắt, tim chứ không chỉ riêng làn da. 2. Lạm dụng mỹ phẩm. Trang điểm quá nhiều và sai cách là nguyên nhân khiến bạn già đi cực nhanh. Cảm nhận thường gặp nhất chính là bề mặt da thô ráp, mất đi vẻ căng mịn. Tình trạng mụn cũng trở nên nặng nề nếu không làm sạch và chăm sóc đúng cách. Đáng tiếc, trong cuộc sống hiện đại, nhiều chị em lại không thể bước chân ra khỏi nhà nếu trên mặt chưa được đắp nhiều lớp mỹ phẩm để che đi những khuyết điểm và lấy lại sự tự tin. 3. Không tập thể dục. Không tập thể dục thường xuyên khiến cơ thể kém dẻo dai, dễ mắc các vấn đề sức khỏe. Khi cơ thể không khỏe mạnh từ bên trong, tất nhiên cũng sẽ phản ánh ra bên ngoài. Chưa kể, tập thể dục đúng cách và đầy đủ giúp làn da căng mịn, tràn đầy sức sống do sự thúc đẩy sản sinh endorphin, đem lại cảm giác hạnh phúc, thoải mái. Vì thế, muốn trẻ lâu mà bạn không tập thể dục thì quá đáng tiếc. 4. Stress kéo dài. Tình trạng căng thẳng kéo dài khiến bạn già nhanh hơn rất nhiều. Những biểu hiện của stress thấy rõ trên mặt là cau mày, nhăn trán, khiến nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, nhanh hơn. Theo thời gian,
Nếu stress không thể giải tỏa thì những nếp nhăn ngày càng nhiều và in đậm hơn. Bạn sẽ ngày càng già đi ngay cả khi tuổi còn rất trẻ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Chúng tôi thực sự mong rằng những gì mà ban biên tập chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào nút chia sẻ để giúp những người thân yêu của mình cùng khỏe mạnh. Hãy nhấn vào biểu tượng chuông để thường xuyên cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.